Dạ, mày đi qua bên chỗ CNC, sẵn đi giao đồ cho mấy ông kệ nhà Đức Bà. Rồi mình hôm qua mình có hứa mình test ra cho anh em mấy con CB500F á. Chờ đóng đồ đây nó hơi bị nặng á. Test đi góc cam à. Chạy qua bên kia cho người ta đo cái làm cái bát trợ lực. Thứ bảy nhận tiền nha đại ca. Chết men, quên đeo cái khẩu trang. Thì có nhiều bạn hỏi mình là giữa con Z650 với lại cái con CB500F thì chọn con nào. Thực tế mà nói mà sao mà mình so sánh gì được. Nếu mà 650 thì phải so với 650. Mấy bạn hỏi thử bây giờ, hỏi người ta thử coi giữa Z650 với lại CB650F người ta chọn xe nào. Con Z thì tùy tùy theo mỗi người, người ta có một cái con mắt thẩm mỹ, nhưng mà cái độ đẹp hay xấu thì đa phần khách hàng người ta sẽ đánh giá về cái mô hình chung, nó sẽ công tâm nhất. Đơn giản nếu mà mỗi con Z650 máy móc mạnh chuẩn chỉ rồi kiểu dáng đẹp thì nó sẽ không có bị rớt giá giống như hiện tại bây giờ. Như xe 650 mà bây giờ mà mấy bạn cỡ tầm 120, 130 mấy bạn có thể kiếm được một con rồi, Z650. Trong khi mà CB650F mấy bạn 100, 230 mấy bạn hửi thôi, chứ làm gì mà có cửa mà đụng vô. Mình cứ chạy tèn 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 tốc độ ở ngưỡng 5, 60, 60 chạy trong phố thôi, thử coi là nó có nóng hay không. Thường thường những cái dòng sport giống những cái dòng nét giống vậy nè, máy nó lộ thiên ra ngoài nhiều, nó thoáng mát. Cái bô này quá êm ha, gắn cái tiêu vô gắn chạy nghe y chang như cái bô zin. Mấy bạn đọt cái full face vô nữa là thôi xin lỗi rồi, ước mơ luôn, im ru bà rù. Xe này mấy bạn chạy là nhẹ nhàng thoải mái luôn. Mình không biết là cái con CB650F nó có nặng hay không, chứ còn riêng cái con 500F này thực tế mà nói, mấy bạn ngồi lên mấy bạn cưỡi nó giống như mấy con CB300 hoặc là mấy con MT03 vậy đó. Nói chung là nó nhẹ vậy đó, chứ nó không có nặng này giống như là cái con 500cc. Con 500F này mẫu mã nó quá tuyệt vời à. Trăm mấy mà xe ra hải quan thì bảo hành mấy năm trời, còn đòi gì nữa các bạn. Đây, đây em ơi, lấy đồ cho anh Thạnh đúng không em? Lấy đồ cho Thạnh đúng không? Giờ đi qua đường trục bắn laser mấy bạn. Mình chưa test thử cái ABS con này nữa. Nói chung là xe này nó nhẹ tưng à.
luôn, mưa luôn. Riêng riêng cái con này thì về cái độ ABS thì chắc cú là giết ông cú nội CB650 với lại CBR650 rồi ha. Mấy bạn nào mà đã từng còn cái con CB650F mình cũng chưa biết là nó như thế nào, tại vì mình chưa có được chạy thử cái con CB650F. Nhưng mà về cái con 500R này các bạn thấy bánh nó vừa lết, vừa chuẩn bị lết bánh là bắt đầu là ABS nó nhảy bụp bụp bụp. À, còn cái con CB650 thì mình lại không có cảm giác đó. Mấy bạn nào mà đã từng trải nghiệm qua, mấy bạn cho mình một cái comment ở bên dưới ha. Nè, lết bánh nè. Đó. Chuối nè. Đó. Ây da. Đây rồi. Em có vừa cái khẩu trang rồi cho anh một cái, nãy quên đeo khẩu trang theo rồi. Em có cái mèo không, cho anh xin cái mèo đi. Cái này hình như bên em có mẫu sẵn rồi, cái logo Rainbow bên em có mẫu sẵn. Ừ đúng rồi, cái đó bên em có mẫu sẵn rồi. Chỉ có cái thông số này bên em hình như chưa có mẫu. Cái này chưa có đúng không? Chưa. Ừ. Em cho anh cái mèo, anh gửi cái file này qua. Một tí nữa hoành lại lấy được. Rainbow này mình thắt ở đâu ta? Đây để có mẫu Rainbow không? Đây. Cái này thì em coi theo mẫu em bắn được rồi, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cái này anh đã lấy được mà cái này nhanh ba. Ờ à, ok. Bắn cái xẹt hết rồi. Cái mail đọc cái gì? Thắt như bình thường. Không rồi. Thì nào nó cũng vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Đây cái này là ga thành phẩm mấy bạn. Cái này ông ta ở đâu có cái này đâu đúng không? Có luôn. Không. Nó chỉ có chữ Rainbow Racing thôi. Rainbow đúng không? Ừ. Có cái đó luôn rồi, lời luôn. Nhỏ xuống một size tí, nhỏ xuống tí xíu nữa được. Mà xuống một tí không thôi. Ừ. Số cái này luôn á ta. Cái đó giờ chỉnh cái số cho nó bự hơn ha. Cho cái dấu chấm thì nó ok rồi. Hai cái số em cho nó lên tí xíu nữa.
mưa phùn. Này chạy lên cũng phê luôn mấy bạn, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Wow 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 wow. Đời em còn đó nhưng anh sáng hy vọng cả sao đành thế. Anh đây 47 Nguyễn Xí. Trời ơi. Mình là Nguyễn Thái Hùng. Dạ đúng rồi. Dạ ok. Rồi hết nhiệm vụ lên đường. Ông nội em dựng xe về sát giữ vậy cha. Rồi lên đường mấy bạn ơi. Đây à, con này nó hai máy đâm ra mấy bạn đề lên nghe nó hơi hiền á à. Mà nói mà đi mà dạng như ở trong thành phố, đi trong thành phố thì cơ động, đi học hành đồ các thứ cà phê đồ, đi vô phố nhẹ nhàng và cái xe nó cũng mát nha, không nóng lắm. Nếu mà so với lại Duke 390 thì Duke nóng hơn nhiều. Con này hiện tại là nó vẫn còn nhiệt độ nó cũng khá là ok. Tình ca năm xưa ta như đồ vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Các bạn đi mấy bạn tư thế ngồi thì quá phê rồi, kiểu dáng thì cũng ổn. Máy thì cái nước ra đầu thì nó cũng bốc. Còn mà nói mà về mạnh giống như CB650F thì nó còn thua khá xa. Nhưng mà nói chung là cũng bốc dữ lắm. Lát qua kia mình đề cho các bạn coi. Đó. Dân quân à. Dân quân đi ẹt bắt chó nè. Phuộc rết leo đồ. Đó. Mâm CNC K5 hả? Mấy bạn nào phù sao nó nhúng đừng mới tới luôn. Tưng 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 tưng. Mình đang nói có website. Tình ca năm xưa ta nhớ đủ với thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Biết có mưa hay là mẫu mưa nhiều dữ. Mình là 1m65 mấy bạn. Về cái ABS con này là mình thấy ổn nha. Chuẩn nha mấy bạn. Chuẩn hơn con CB650 với lại CBR650 nha mấy bạn. ABS con này là hoạt động ổn, chuẩn chỉ ok. Giờ thẳng là có âm giác các bạn không? Nghe không? Thắng có âm giác. Lúc mà nó nghe, nó vừa nghe cái S là bắt đầu là cái ABS nó nhảy bụp bụp bụp. Nè, quất lại cái nữa nè. Đó.
Còn CB650 với lại CBR650 là cái ABS sau là nó hơi bị cùi mía. Không biết là do cái nguyên lý về cái bộ ABS hay là do cái bộ ben dầu hay là sao, mình cũng không có rành, không rành về cái đó lắm. Nhưng mà cái ABS của 650 là hơi thua, không cảm thấy phê lắm. Thì nói đơn giản, mấy bạn nào mà trong tầm giá mà mấy bạn mà nếu mà nói về xe lướt khoảng tầm 140 đổ về, mấy bạn có thể có vài phân khúc mấy bạn để lựa chọn nè. Còn CB500R, con Đúc 390, rồi dòng Nét nha. Rồi con Z650 trong phân khúc khoảng tầm 140-150 quay đầu là mấy bạn sẽ có ba con đó mấy bạn lựa chọn. Nếu mà trong ba con đó mà cái cảm giác mà cảm thấy mà gọi là bố láo nhất, cái cảm giác mà sốc ga rồi nọ nhìn nó bẻn nhất, chạy hơi táp ga, thì mình sẽ ưu ái cho con Đúc 390 nhiều hơn. Rồi cái con Z650 thì nói chung là nó cũng mạnh, nhưng mà do cái form của nó xấu, ăn thua mỗi người một cái con mắt nhìn thôi. Nhưng mà cái con Z650 mấy bạn gắn cái bô vô mấy bạn nghe nó lực hơn nhiều. Cái hơi nó ra đầy lắm, 650 mà nó chỉ có hai máy thôi, nghe cái hơi của nó ra đầy lắm. Và cái ga nó thốc lên, nó lực. Còn cái con CB500F á, thì kiểu dáng đẹp nè. Rồi kiểu thứ nhất là kiểu dáng đẹp, thứ hai là mình thấy là nó mát, mát nhất trong hai con kia. Rồi cái thứ ba của nó là tư thế ngồi đồ các thứ nó thoải mái. Bền ha, bền thì mình chưa có dám khẳng định, nhưng mà chắc cú là nó sẽ bền hơn là Đúc 390. Còn cái con Z650 thì mình chưa dám khẳng định về cái độ bền của con này với lại con Z650. Nhưng mà riêng về Honda thì mấy bạn đi mà thiệt, nếu mà mấy bạn đúng bảo dưỡng định kỳ đồ các thứ, đừng có đi phá của, chạy cứ đề lên đề xuống giống như mình từ nãy giờ mình chạy, mình hứa với các bạn luôn, mấy bạn đi 5-6 năm chưa chắc gì biết sửa cái máy là cái gì. Chỉ có mấy bạn nhiều khi mấy bạn đi nhiều quá thì làm nồi thì có, chứ còn thực tế nếu mà đi mà đừng có gọi là phá róc máy xào chẻ đồ ghê gớm thì nó là bền chó điên. Xe này bây giờ xe mới là khoảng đâu đó khoảng tầm gần 180-170 mấy 180, còn xe lướt thì khoảng tầm 140-150. Hình như mình nghe nói là cái mẫu 2021 là nó có luôn phuộc trước là upside down. Quá bét. Mưa tầm tã luôn. Một hồi về làm sắp mặt lừa tiếp. Ây da. Để lo cho xong mấy cái phần CNC đi. Nên nãy đem theo cái ba lô che với sau lưng, không thôi là banh bà cái lưng này. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình anh thơ than, nắp té ra nhẹ như con sông trôi ngàn ngào. Để biết em ra đi không khi nào trở lại, nói đi em bao sương gió trong đời con trai. Mình đề cho các bạn coi nè. Không. Từ số 2 mà lên 1 xị nó cũng khá lẹ anh em. 500 mà dòng Nét thì nó vậy thôi chứ đòi gì nữa các bạn. Nói chung là chạy cơ động, đi những cái tour mà vài ngày là ổn định luôn. Kể cả cái con này mà mấy bạn đi Tây Bắc mà không có vô đường rừng rú đều á, thì vẫn là ok nha. Nhưng mà ví dụ đi rừng rú nhiều thì mình vẫn vote cho những cái con giống như là cầu cào 250, hoặc là những cái con như là Edwinner đồ ổn hơn. Tại vì những cái con nó sát xe nó nhẹ, mình chủ động được. Hay lại đi phát quà tiếp rồi. Nhà này chắc nhà anh tổ trưởng.
hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Con này chạy lên đề khá là phê rồi. Mấy bạn nào mà có gấu thì mua con này chạy êm ái nhẹ nhàng nha các bạn. Má rầu luôn. Không ăn nhiều bánh em hả? Ờ. Vậy sao vậy? Lát nữa chiều chắc chiều tối em quành lên. Ý là lên đây giờ cho anh đo trước. À rồi rồi rồi. Bây giờ đo cái này trước đây ha. Dạ. Biết sao hôm qua em cũng tháo thử cái này ra nè. Em ướm vô đây hình như nó không có bừa. Nó bị kẹt cái gì á. Cái gác chân đó hả? Đúng rồi, cái gác chân này biết phải của nó mà. Hay là cái khúc này người ta làm cái cây này nó tăng ra. À. Đó, em bắt là không biết tại sao em bắt vô không được. Là nó không vừa sao ta? Giống như kiểu lấy cái này áp vô đây á, nó lại cứng cái gì á. À. Dạ. Hình như không phải của nó hay sao á. Rồi để em lấy cái lục giá. Ha, vậy nếu mà vậy là thôi. Nếu mà vậy là mình phải đo theo cái lỗ của cái bộ gác chân hồi bữa. Ý em nói nè, cái lỗ này với lỗ này thì nó trùng nhau. Dạ. Nhưng mà khi mà mình đem nguyên cái bộ này mình tháp vô đây á. Đây anh tháo cho anh coi chứ đã. À, thì nhìn nó hơi kỳ kỳ á. Nó không có tháp vô được. Hôm nay là chưa có máy nào chạy được ha. Đâu, cũng chạy bình thường chứ. Em đang sửa hết mấy cái này, mặt máy tính nó hư hết rồi. Để lâu quá không có được đến á. Bem giùm em cái thớt kia được chưa? Cái thớt anh gửi cho em đúng không? Dạ, cái thớt mà có file sẵn á. Được, cái thớt đó là cái ông đó, ổng không biết là cố tình hay là vô ý, ổng đưa cho em cái bản vẽ nó hơi có bị sai. Sai hả? Sai là sao ta? Nó chung kiểu là nó bị trùng mặt á. Dạ. Mặt phẳng nó trùng, vẽ trùng mặt. Ý là bây giờ mình phải vẽ lại hả? Em, không, em tự xử lại, em chỉnh lại xíu. Dạ. Lúc đầu lập trình hoài, không lập trình được, bảo quái. Để gì có sao không? Không sao. Bảo quái không biết file này bị gì hay là sao. Một hồi nhìn ra nó bị trùng mặt với nhau, hai mặt nó trùng nhau. Không có chạy được, vào nó gọi lỗi hết. Nó rầu rừng lấy tới luôn. Cái này là sắt xương hả? Dạ. Cái này là sắt xương. Hôm nay mượn xe của thằng nhóc em á. À, dạ. Nhưng mà cái tấm này bằng sắt. Dạ. Sắt xăm xương. Nè anh thấy không? Nó bị kẹt. Nó bị cứng cái phần này nè, cái này như ai đột ra dài. À đúng rồi. Ý là còn cái lỗ này là lỗ xương là giống đúng, nhau. Đúng. À vậy là được rồi. Ý là bắt mua không có được. À. Thắc mắc là có thể là người ta đẩy cái cây này ra nè. Dạ. Hay là sao đó. Rồi. Đi xuống lấy xe mà quên cầm chìa khóa. Rồi, đi về. Quên nữa. Cho em gửi cái bộ quách trợ lực ở đây đi. Tối mất công em quên. Tự vì ở nhà nhiều việc lắm, khách gọi điện dí hoài nên là nhiều khi lúc nó quên nữa, thấy bà nội nữa. Đây. Cất phòng có nó còn cái bát. Cái phường nào cũng nhận tiền trợ cấp.
mưa. Wow. Mưa bấy bá luôn các bạn. Chạy phao vuốt lên cái nhẹ nhàng êm ái. Và đặc biệt cục máy của nó êm mấy bạn. Con này đi phượt xuyên Việt là hết bài rồi. Thực tế con này mà anh em mà chạy chạy lên khoảng tầm 120-130 bắt đầu là cái tay nó hơi rim nhẹ, mà mấy anh em mà muốn khắc phục cái vấn đề đó mấy em dễ lắm. Đi tiện hai cái khâu sắt, đi tiện hai cái khâu sắt dài khoảng tầm 5-7 phân đặt luôn nha, đóng vô trong cái ghi đông. Thì cái ghi đông này nó hơi dài, với lại ở trong nó bọng á, nó không có nặng cái ghi đông. Là cái xác con này nó nhẹ quá, khi mà anh em chạy lên tốc độ cao 120-130 là cái tay nó hơi rim nhẹ. Ví dụ mà cái tay nó rim nhẹ thì mấy anh em mà chạy mà dạng chạy trong phố thì không sao, nhưng mà mấy anh em mà chạy tốc độ cao mà mấy anh em chạy khoảng tầm xị 1 xị 2 chạy hoài mà đi Nha Trang, Đà Lạt rồi đó, đi xa xa thì nó sẽ ê. Nếu mà chạy lâu á, đi đường xa thì nó sẽ ê. Cách khắc phục mà muốn cho nó đầm lại cái ghi đông thì mình sẽ tiện hai cái khâu sắt đóng vô trong cái ghi đông luôn cho nó nặng, nó đi lại. Ngoài kia bao nhiêu có cách tình nhân thơ thang. Nếu mà với số tiền trăm mấy mà mấy bạn mua con này thì mấy bạn không còn gì phải hối hận nữa bạn. Còn mà mấy bạn mà muốn mà gọi là mạnh mẽ nữa, mấy bạn chỉ kiếm mấy con 1000 thôi. Chứ thực tế những con xe nét mà nó có cái gia tốc mà trung bình cỡ này thì 100-mấy chục triệu mấy bạn không còn gì mà để đòi hỏi hơn nữa. Máy móc êm ái, nó chỉ có hai máy thôi các bạn. Còn hỏi mình mà với số tiền mà khoảng 180 thì nên mua CB500F mới hay là CB650F lướt thì mình sẽ chọn là CB650F lướt. Bởi vì đơn giản là nó có 4 máy, nghe nó hú, nó nghe nó phơi hơn. Mấy bạn chạy đi tour rồi nọ nghe cái tiếng máy nó hú nó phơi hơn là mấy cái xe hai máy các bạn. Tùy theo mỗi anh em một cái cách xài tiền mà.
Hồi xưa giờ mình chưa có vĩnh hạnh mà mình mua một cái con xe nào mà đập thùng mới hết. Toàn mua xe cũ không. Cũ mà không phải cũ bình thường như ta nữa. Cũ mềm luôn á. Ừ. Cũ mà cũ mềm luôn á. Chứ không phải là cũ bình thường như ta nữa. Cái con xe này cái đầu nó hơi nhẹ nha anh em. Rồi bo cua luôn em ơi. Bo cua lên chơi. Rồi qua luôn em gái ơi. Hiện tại là mình đang đi một cái con xe mà 500cc, cũng có thể là gọi là một cái con xe gọi là trong tầm phân khối lớn đi ha. Mà đi cái bô mà nghe nó nhẹ giống như là một cái bô gì. Do cái bô AK nó dài quá. Ừ. Với lại xe hai máy với là cái dàn hơi của nó cũng không có được bét lắm. Nên là nó không có thể mà đẩy cái lực hơi mà ra mà để nó thanh thoát giống như mấy con Z650 được. Với lại cái bô này nó gắn đang bị dính cái cây tiêu. Ngày mai mình sẽ khoan cái lỗ ốc. Lấy cây tiêu ra mình test lại cho anh em coi. Xe này mà đi một người thì cái phuộc sau nó gọi là tương đối được. Chứ còn mà đi hai người là cái phuộc sau nó sẽ bị yếu anh em. Ừ. Mình là 1m65 á. Con này là mình xử lý nhẹ nhàng tình cảm luôn. Ngoài kia bao nhiêu cô ca tình nhân thơ than, khắp thế gian nhẹ nhàng tình sống cho ngàn ngào. Anh buồn rơi bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi khi nó trở lại. Rồi. Thì mình dẫn anh em đi hết một vòng Sài Gòn rồi đó. Tới bây giờ mình chưa có cảm giác nóng ở trên cái con xe CB500F luôn. Và cái tốc độ hồi nãy giờ mấy anh em thấy mình đi trong phố vậy ha. Lâu lâu mình chạy lên xỉ thôi, chứ còn bình thường là mình chạy 60, 50, 70, 60, 50, 70. Mà cái máy nó không quá nóng anh em. Từ nãy giờ mình chạy cũng cỡ đâu đó khoảng 20 mấy, 30 cây rồi đó. Ừ. Quá là nhiều rồi. Chạy qua đường từ Thanh Đa, chạy qua đường Trục, rồi từ đường Trục hoành về bến xe miền Đông, rồi chạy xuống quốc lộ 13 giáp Bình Dương, rồi hoành về Thanh Đa nữa. 30 cây có rồi, giỡn hoài. Mà bây giờ còn vẫn còn mát mẻ. Mình mặc cái quần thun nha. Giờ về mừng thôi. Rồi cảm ơn em đã lít vô coi hết cái video của mình nhiều nha. Giờ mình là Mr. Ken 679. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ kênh của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt.